Xin chào các bác, hôm nay em cắt mấy cái rổ ki của những cây thân già, đây những cái vẫn còn mắt đấy. Cắt về để ươm có này. Đây là những cái già mà sang năm ngoái nó có hoa rồi. Nhưng mà tầm này em bắt đầu cắt. Bởi vì lý do là tầm này thì nó những cái thân tơ thì em cắt hết rồi, còn đây là những cái thân già. Những cái thân già như này thì phải cắt tầm này và đầu năm thì khả năng lại mầm nó mới cao, còn nếu mà cắt muộn quá thì nó khó lẩy, còn cắt sớm quá thì nó hay bị thối. Nên em cắt được một rổ những cái nó treo lại những cái chậu này các bạn. Treo những chậu lan này, những chậu nào đẹp đẹp thì treo lên. Thằng Long là bán. Cô Hạ cháu hai cái chậu cửu long không bán đấy. Hai chậu cửu long gì đó ra quay video đấy. Đâu đấy? Hai chậu cửu long thân và mập kìa. Đây có những cái chậu trầm trắng thái của em này, nó trắng nhưng mà nó lai với cây phi điệp trắng với hồng ấy. Thì nó thân lá của nó như là phi điệp ấy các bạn. Nó ra hoa màu trắng mũi hồng luôn. Đấy. Đây trầm cửu long này, em bán 250 một chậu này. Thân cửu long to lắm. Đấy. Em ơi đừng nhét dớn vào gốc nó nhá. Các bảo bao lần thì nhét xung quanh thôi, nhét nhồi này nó mọc rễ ở gì. Trầm cửu long này em bán là 250 một chậu này. Hôm nay em về mấy cái chậu mắt trâu lưng xanh. Đây có đúng một chậu mắt trâu lưng xanh này là bằng ki này. Ki này nó bị nó thắt ngọn, bây giờ nó rụng lá, nó chưa rụng lá, nó tụt lõ. Các bác nào lấy cái mắt trâu lưng xanh này em bán là 800. Thanh lý cho các bác, 800. Có đúng một chậu này thôi, chậu duy nhất này. Hôm nay em đang cắt nước để cho nó thắt ngọn, rụng lá. Còn một cái cây gái nhảy này thì em bán là 2,5 triệu. Đấy, đây là hai loại. Tới nay chủ yếu là dọn dẹp cái vườn các thứ. Cát này, cát các màu em vẫn bán là 120 một chậu. Đây tất cả đều đang mèo hết. Đây có chậu này hai mèo luôn. Chậu này máu nhỉ. Đây đây còn cát kim cương vàng của Đài Loan này. Kim cương vàng này thì là em bán là 130 một chậu. Còn cát mili sổ số này là không phải sổ số đâu, hàng tem này, này. Em bán là 120. Vũ lữ thì cứ để càng ra hoa. Vũ lữ thì hay thật đấy. Chơi cái vũ lữ, món vũ lữ này tôi nhận là Điện Lan Hoàng Kim Bảo thì em vẫn bán là 200 một chậu. Đây, chậu 2 ngồng, chậu 3 ngồng. Hệ Hoàng Kim Bảo rất là dễ chăm. Các bác ạ, nếu mà thời điểm này nắng lên vài hôm nữa thì có khi ngụ nó ra luôn đấy. Nó rất là thích ánh nắng. Nếu mà thời tiết nắng và ấm áp thì cái cây Điện Lan ấy nó sẽ bật cái ngồng hoa cực nhanh luôn. Còn thời tiết mà lạnh thì ngồng hoa nó đứng im, nó không làm động đậy. Còn đây là kiếm số 3 của Thái em trồng. Các thứ đẹp phết ạ, 300 một chậu. Cát này thì là cát Thái không có lụ, là hết lụ, hết hoa này. Cát chuẩn màu nhá, cát Thái đại này em có mỗi màu này. Cát Thái này em bán là 100. Còn đen rô màu này thì em bán giá là 40.000 một chậu. Đây em trồng cũng rất là cẩn thận, có một chậu lan 40.000 thôi nhưng mà trồng rất là tử tế. Ở đây có mấy cái ki này. Có 5 cái ki, 6 cái ki em bán cả lô này 150 nhá. Ki phi điệp này. Cả lô có 150 các bạn. Đấy. Bên ngoài này thì đây cát này em treo đầy vườn này. Đấy, ai mua thì em lại bán. Đây. Cát này không có hoa 100 một chậu. Còn kiếm xích ngọc trắng này. Vừa trồng được mấy hôm mà mầm đẻ mầm quá, 500 một chậu này. Cái này đẻ nhanh lắm, kiếm xích ngọc này đẻ nhanh như cỏ ấy. Lá của nó là lá mềm. Nó không ăn nhiều chất dinh dưỡng cho nên đẻ nhanh. Cái kiếm xích ngọc đỏ này thì 350 một khóm. Còn bên này là dàn phi điệp Lào nha em. Đấy có chậu cao 3-4 phân này. Có 100 chậu được các bạn, thoải mái mà chơi. Giá cả nó hết sức nhẹ nhàng. Đây em phủ thêm rêu trắng để cho nó giữ ẩm trong mùa đông này. Cho đỡ rụng lá. Em chả thích nó làm rụng lá đâu. Rụng lá bán khó lắm, vì là nhìn chả thích gì. Đấy, 100 một chậu các bác nhé. Đây này, thanh ngọc này được ấm nắng phát đầu nó bắn này. Nhìn cái ngồng thanh ngọc không? Tại sao đắt thế? Hoàng Kim Bảo là ngồng nó to dài này các bác. Đấy. Hoàng Kim Bảo thì nhìn nó sẽ ngắn hơn đây. Đây Hoàng Kim Bảo cũng ra lụ rồi, còn nó ra lụ đây. Hoàng Kim Bảo thấp hơn nó được 20 phân. Đấy. Đấy giá nó như vậy nhưng mà Hoàng Kim Bảo cũng rất là đáng chơi rồi. Đây, một số đây ra khoảng 200 một chậu. Đấy, Hoàng Kim Bảo số lượng rất là nhiều.
Đây là cái loại kiếm số 1 với số 3 em chăm sóc ở đây. Nhiều lắm. Bên này có một chậu kiếm số 3 hoa mẹ này. Vai, tổ nó. Chậu kiếm số 3 hoa mẹ em bán là 3 triệu này. Đây. 3 triệu chậu này. Có một mẹ một con rồi. Mạc Xuân đang lụ này. Mạc Xuân lụ em bán là 80 nghìn một cân. Lấy từ 10 cân là 60 nghìn. Mạc Xuân nụ em có tương đối nhiều đấy. Hôm nay em về thêm chục cân nữa. Còn đây là 3 kích tím này, bán là 150 một chậu. 3 kích 150 một cân. Bên trong này chỉ còn mấy cái hòn kiếm tiên vũ thôi. Và trầm rồng đỏ thôi. Đây là tổ quạ này. Tổ quạ 15 nghìn một cây. Còn trầm rồng đỏ này 200 một chậu, chậu 2 thân. Đấy, hàng rụng lá rồi, về chỉ được chăm sóc thôi các bạn. Đây, trầm rồng đỏ này. Đấy các bạn, nó như này. 200 một chậu. Bên này có mấy chậu trầm biên vàng. Em bán là 120 một chậu, còn vài chậu thôi. Đơn cam, hoàng thảo đơn cam này 200 một chậu. Đây là những cái cây nó bị gãy, đơn cam là 200 một chậu. Đấy, cũng thắt ngọn thế rồi. Đơn cam này ra lụ rồi. Bên này cũng là phi điệp Lào, 100 một chậu. Hồ điệp này thì hết rồi. Hôm nay em chỉ có vậy thôi. Có mấy cái mắt trâu lưng xanh thì bán 800 thôi. Đây còn Mạc Xuân, địa An Mạc Xuân thì mới về thì được hơn chục cân. Bán 80 nghìn một cân. Vật tư thì đây lưới lưới trắng nhật đây, em đang đóng hàng cho các bác. 180 một tấm thôi. Lưới này cực mát luôn, nó ngăn được bức xạ nhiệt. Cực kỳ tuyệt vời đây. Chưa thể rũ ra. Giữ hết ra, giữ hẳn cả tấm ra. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác. Đấy em giải một tấm ra đây. Nó đẹp này mà. Đấy, rất hết sức rẻ tiền. Phù hợp các bác vườn của bác nhỏ, các bác có thể sử dụng 1-2 tấm như này. Thì nào cũng chơi được cả một dàn lan rồi. Cái này sẽ được 9m2. Đấy. Đai của nó bằng nhôm cho nên các bác sử dụng yên tâm, không bị lo nó bị han rỉ như là loại đai sắt đâu. Đồ của Nhật thì nó làm nó ok lắm. Đấy. Có 180 một tấm này. Còn đây là bếp đồng phun lan. Bếp đồng tưới mưa này. 13.000 một cái này. Đây 13.000 cái bếp đồng. Cái đồ ngâm rượu thì em vẫn có chuối hột rừng này. 100 một cân này, quả sim khô này. Hạt chuối này, nấm lim này. Quả thông số 1 2 3 4 này. Đây các loại quả thông này. Các loại chậu này. Có cả mấy miếng bẫy ruồi vàng, bẫy con côn trùng nó chết rồi. Bên này là rêu xanh là 30.000. Rêu trắng là 150. Rêu sâu là 300 một cân. Phân dê là 15. Đấy, vật tư tương đối đầy đủ các bạn. Trong này là trụ giớn với móc. Trụ giớn thì 15.000 một cây. Đấy, trụ giớn này. Móc với cả móc. Móc inox là 8.000 này. 8.000 móc inox. Còn đây là lưới, lưới thái triệu 3. Em có lưới thái, lưới đài thì 1 triệu 6 một cuộn. Cuộn của nó là 4 x 30. Đây là vỏ thông nhập khẩu Uchita này, 45.000 một cân. Vỏ thông này chuyên sử dụng cho lan đột biến này. Còn rêu sâu thì hình kiện này. Rêu xanh của em thành kiện hết này. Đấy. Rồi em còn các bác.